Sau 2 ngày làm việc tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Ô Bí khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu xem xét, thảo luận cho ý kiến vào 22 báo cáo, 7 tờ trình, thông qua 9 nghị quyết. Đây là cơ sở để các cấp, cấp các ngành xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo trong đó nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2020 đã xác định rõ 19 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể như phấn đấu đạt chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 19 đề ra, Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao, dự vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở, duy trì 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó tỷ lệ trường mầm non tiểu học công lập chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 82,8% trở lên. Kỳ họp cũng đã tiến hành chất vấn, nghe báo cáo giải trình của công ty kho vận đá bạc Vinacomin, trả lời các kiến nghị của cử tri phường Bắc Sơn về tình trạng xuống cấp của đường chuyên dùng, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ga A của công ty. Các đại biểu cũng nghe báo cáo giải trình của công ty nhiệt điện ôm bí về kiến nghị một số đoạn kênh làm mát của công ty lan can không đảm bảo gây mất an toàn giao thông. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, trong năm 2019, thành phố Uông Bí đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực đúng hướng, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng 700 USD so với cùng kỳ, đạt mức 7.400 USD một người một năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.605 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán tỉnh giao. Trong năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ và có tính kết nối theo tiêu chuẩn hiện đại quy hoạch đô thị trên cơ sở định hướng phát triển lâu dài bền vững bên cạnh đó thành phố cũng tiếp tục quan tâm làm tốt công tác vệ sinh môi trường các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo chú trọng giảm nghèo bền vững xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố các cấp các ngành cần xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ biện pháp để đảm bảo các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kịp thời phản ánh tới Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2019.